Anh chị ở bảng viên thì tiếp theo tôi xin được giới thiệu các chị và chị thương song hàm mục tiêu bài học nhiều nhất là các chị có thể chẩn đoán được cái chị thương song hàm thứ hai trình bày cái hướng xử trí chị thương song hàm thì nhất là song hàm với bộ phận nằm tầng dưới của mặt cũng song hàm thường nằm trong cái bệnh cạnh chấn thương của bên sau mặt và nguyên nhân có thể là do tai nạn lao động, tai nạn giao thông hoặc là tai nạn sinh hoạt. Về vùng tầng giữa của sọ mặt thì là cái vùng được cái giới hạn bởi một mặt phẳng ở phía trên nhưng qua điểm tiếp xúc giữa cái khớp vỏ má trán với cái miền sọ và mặt phẳng phía dưới đi qua mức bề mặt khớp cắn của da hàm trên. Đấy, những mặt phẳng này thì nó là những mặt phẳng không song song với nhau nhưng lại hội tụ ở phía sau một mức xấp xỉ ngang ngửa lớn của xương chậm và những vùng tam giác đây là tạo những vùng tam giác lên đáy thì quay về phía trước. Về phân loại chấn thương sọ mặt thì mình đã sẽ phân loại theo tầng trên nghĩa là phía trên vùng ngoài tập trung vào sọ trán vùng cổ trên vùng mắt và tầng giữa thì sẽ là phía trên của cái không gian hàm trên và tầng dưới là tập vùng chấn thương chủ yếu vào cái xương hàm dưới. Về giải phẫu của xương hàm trên thì là xương hàm trên gồm có hai xương nằm giữa mặt thì hai xương này nó sẽ dính nhau và tiếp khớp với tất cả các xương mặt trừ với xương hàm dưới và xương hàm trên thì tạo nên một phần của sàn mắt và một phần phần bên là sàn mũi và hầu hết của khối cứng và từ thân thân xương sẽ nhô ra bốn cái mỏ nhất là cái mỏ và thân xương sẽ nhô ra bốn cái mỏ nhất là cái phần mỏ trán chạy lên tiếp khớp với phần xương trán, thứ hai là cái mỏ gò má sẽ tiếp khớp với phần xương gò má và cái mỏ huyệt răng cái chứa và cái cung mang mang cái răng nằm trên và cái mỏ cổ cái thì hai bên để tạo nên của ba phần tư trước của cổ cái và bản thân trong xương hàm trong thân xương của xương hàm trên thì có mỗi xương thân xương có một cái xoang lớn màu nó mũi gọi là cái xoang hàm thì xoang hàm thì là cái xoang cấu trúc hình tháp có ba mặt một nền và một đỉnh thì mặt trên là cái tư vị trí của là cái sàn của mắt và mặt trước là mặt trước của nó là cái hố nanh có lỗ dưới của mắt cái thần kinh dưới mắt đi ra và mặt sau thì hướng cái phần hố của chân đốm hàm đây vị trí của hố của chân đốm hàm nó liên quan với mỏ mạch thần kinh ở vùng hố chân đốm hàm phần nền thế nào liên quan với thành ngoài của hốc mũi thành ngoài của hốc mũi hay là cái phần bát hữu xoang đấy hình như bát hữu xoang và phần đỉnh là đỉnh giao hàm hướng về xương của má thì sau hàm thì nó được bao phủ bởi cái niêm mạc đường hô hấp trên và mặt trên có một lớp tế bào trụ lưu chuyển tiếp đó các tế bào quy mô và các tế bào tiết nhảy thì về nhờ có hệ thống lưu chuyển do đó thì cái hệ thống dịch của xoang hàm sẽ đi dịch đi từ đáy xoang đi lên các thành xoang và lỗ thông xoang hàm và ra vị trí của phễu sản. Thế thì chúng ta biết rằng là lỗ thông cái đáy xoang hàm thì nó thấp hơn cả sàn mũi và cái lỗ thông xoang thì nó cao hơn cả đáy của xoang và cao hơn cả sàn mũi. Do đó cái việc vận chuyển niêm dịch từ trong xoang hàm là hoàn toàn là nhờ vào hệ thống lưu chuyển này. Thế thì trong các trường hợp mà chấn thương ở vùng xoang hàm thì sẽ gây tổn thương xương, gây rách, đụng dập và cái niêm mạc. Do đó thì có thể sẽ gây cái máu tụ dịch trong lọc xoang hàm. Đồng thời nó có thể sẽ gây phù nề lỗ thông xoang này. Do đó sẽ gây ra cái việc là cản trở dẫn lưu dịch trong xoang hàm. Do đó thì khi mà trong các trường hợp mà ở chấn thương xoang hàm chúng ta nên mở rộng lỗ thông xoang để hỗ trợ cho cái việc mà dẫn lưu dịch cho xoang hàm để tránh tình trạng viêm xoang sau chấn thương và đặc biệt hơn nữa là về lâu dài để tránh cái tình trạng là bị u nề xoang hàm sau chấn thương. Về chấn thương tầng giữa thì người dạy được chia thành hai cái nhóm lớn là chấn thương tầng giữa có như là khớp cắn hoặc là chấn thương tầng giữa không có dư lệch khớp cắn kèm theo.
Thì chấn thương thường giữa có thể do cắn thì ở cắn họng thì người ta có phân loại cho các phân loại của Lefort. Thì có Lefort 1 là trường hợp là cách gãy gãy rời cái tách rời cái khung răng hàm trên, cái đường gãy nằm ngang và đi ở phần dưới của mũi và đi sang đi phần dưới của mũi đi sang hai bên tới 1/3 dưới của chân bướm. Cái đường Lefort 2 là cái đường mà tách rời tầng sọ mặt giữa và dưới của cái phần xương của má, thì bắt đầu đi giữa xương chính mũi đến phần thành trong của cái giữa xương chính mũi đến phần thành trong của ống mắt và đi vào sàn của mắt rồi tới bờ dưới của mắt, qua lỗ dưới của mắt và tục đi tới xương của má rồi tới lời củ của xương hàm trên. Ở phía sau thì gãy tới 1/3 giữa xương xương chân bướm và ở giữa thì gãy 1/3 giữa của xương hàm mía. Với trường hợp là gãy Lefort 3 thì từ gãy bắt đầu trên thì trên của xương chính mũi nó đi ngang trên chỗ nối của khớp của xương trán và tách rời cái khớp mũi trán và đến mấu lên của xương hàm trên và thành trong của mắt, rồi nó gãy cả cái xương lệ và xương giấy rồi đến khe bướm, nó gãy 1/3 trên xương chân bướm. Nó sẽ gây tách rời cái khớp trán gò má và tách rời cái cung tiếp gò má và gãy 1/3 trên của xương lá mía. Trong các trường hợp là chấn thương thực sự không di lệch khớp cắn thì người ta dựa vào cái vị trí giữa trong và ngoài và ngoài cùng, người ta sẽ chia thành thứ nhất là chấn thương gò má giữa sẽ bao gồm cái chấn thương vào cái vùng thác mũi và mũi thành trong của mắt, có thể kèm theo các chấn thương của sọ hàm. Thứ hai là chấn thương một bao ngoài, là chấn thương vào cái phần xương hàm trên ở dưới của mắt, sọ hàm và cung răng hàm trên. Và chấn thương một bao ngoài cùng thì gồm chấn thương vào cái khung zygoma và vùng ngoài của mắt. Như vậy thì chấn thương của sọ hàm thì thường nằm trong trường hợp là chấn thương nhằm trong cái nhóm của chấn thương của ba giữa hay của ba trong này, và chấn thương của 1/3 ngoài. Thì đây là cái vùng mà chấn thương của cái vùng sọ hàm, đây là 1/3 ngoài và 1/3 giữa và 1/3 trong. Thế thì cái chấn thương sọ hàm thường là gặp trong cái bệnh cảnh là chấn thương của tầng dưới sọ mặt và nằm trong cái bệnh cảnh của đa chấn thương. Do đó cái việc mà khám một bệnh nhân chấn thương sọ hàm hay chấn thương tầng dưới sọ mặt thì chúng ta vẫn phải đánh giá cái toàn trạng của bệnh nhân theo cái nguyên tắc, vẫn dựa theo nguyên tắc A B C D. Với A là airway là thông khí và động sống cổ, với B breathing là đánh giá hệ thống hô hấp, và với C là circulation, chúng ta cần phải đánh giá hệ thống tuần hoàn và kiểm soát chảy máu, và D là disability, chúng ta cần phải đánh giá chi giác của bệnh nhân. Từ khá lâm sàng, chúng ta cần hỏi bệnh để đánh giá nguyên nhân các vật gây chấn thương, hướng vị trí tác động, cái thời gian bệnh nhân bị chấn thương, để phát hiện các cái rối loạn chức năng của bệnh nhân, ví dụ là bệnh nhân có nhìn mờ hay không, có song thị hay không, xem miệng bệnh nhân có há hạn chế hay không, có bị ngạt tắc mũi hay là chảy máu mũi không, đồng thời là cũng các điểm đau cục bộ khác hoặc là có tê bì. Đặc biệt là ở đây thì chúng ta sẽ hỏi cho bệnh nhân có tê bì vùng mặt như vùng dưới mắt hay không. Để quan sát thì các bạn mình cần quan sát được cái biến dạng của cục bộ, có những vết bầm tím, cái vết bầm máu ở ngoài da hoặc là kín đáo trong niêm mạc, ví dụ là trong niêm mạc mũi hoặc niêm mạc miệng. Kiểm tra có các cái vết thương xuyên, các vết thương, các vết rách, hoặc là trong các vết rách đấy thì chúng ta cần rửa sạch hoặc là thăm dò xem có dị vật ở trong cái vết thương không. Đồng thời chúng ta cần phải sờ nắn một cách hệ thống để khám và đánh giá các trụ của trên mặt và phát hiện là cái khối sưng, các khối máu tụ, các điểm mọc đau chói và các dấu hiệu như là gãy bật than hoặc là các cái di động bất thường. Đồng thời chúng ta ngoài cái khám ngoài, chúng ta cũng cần phải nội soi mũi, nội soi khoang miệng để đánh giá xem bệnh nhân có chảy
có mũi có bị rách như mạng, có lệnh kẹo các gan hoặc là các tổn thương ở trong miệng hay không. Đồng thời là chúng ta cần phải khám đánh giá chức năng khác thì bao gồm có về mặt thị giác và vận nhãn của bệnh nhân, đồng thời là cũng phải khám và đánh giá các nguyên nhân nghi trọng. Với một bệnh nhân thì là ở bệnh nhân chấn thương xoang hàm đơn thuần thì thường rất là ít, và đa phần các bệnh nhân chúng ta và là nằm trong bệnh cảnh của đa chấn thương thì chúng ta cần phải làm các xét nghiệm như xét nghiệm X quang thì có các X quang thường quy như bronchoscopy hoặc là sọ mũi nghiêng thì sẽ đánh giá sơ bộ các tổn thương của xương và đánh giá được các cái tổn thương của xoang. Với cái sự phát triển của khoa học công nghệ nay thì cái CT scan thì nó tương đối là phổ biến ở hầu hết tất cả các cơ sở, thì do đó thì chúng ta nên chụp các cái chụp CT scan để đánh giá chi tiết hơn các cái tổn thương của về mặt xương, đánh giá chi tiết hơn được lòng xoang, các cái bờ của ổ mắt và đánh giá được các tổn thương sọ kèm theo. Ngoài ra chúng ta có thể làm các xét nghiệm bổ sung khác như là soi mắt, xét nghiệm tiền sử nhiễm tụy nếu trong trường hợp có nghi ngờ tiền sử nhiễm tụy lẫn với dịch máu xuất tiết từ khi mà bệnh nhân có chảy dịch mũi. Đây là một cái hình ảnh là bệnh nhân có hai hình ảnh. Hình ảnh đầu tiên là một cái phim chụp trombo, thì ở đây thì cái hình ảnh không được rõ nét như là hình ảnh bên cạnh, đó là hình ảnh CT scan với cái cúp corona. Ta thể thấy là bệnh nhân chấn thương ở xoang hàm thì có hai cái tổn thương, một tổn thương ở phía ngoài, thứ hai là cái tổn thương cái sàn của mắt. Về thái độ xử trí, về nguyên tắc này chúng ta cần phải ưu tiên cấp cứu các tính mạng, chỉ điều trị chuyên khoa khi bệnh nhân đã thoát hẳn khỏi tình trạng nguy hiểm, và cần điều trị sớm có một số tổn thương phục hồi tốt chức năng thẩm mỹ, ngăn chặn biến chứng và tránh biến chứng. Như vậy thì các tổn thương của ở các nhóm bệnh nhân tổn thương xoang hàm hay chấn thương vùng mũi mặt thường nằm trong các bệnh cảnh đa chấn thương, và đặc biệt là nếu bệnh nhân có các cái tổn thương như tổn thương về sọ não thì chúng ta cần phải ưu tiên cấp cứu các cái chuẩn các cái tổn thương sọ não, sau đó thì chúng ta mới tính đến các cái tổn thương liên quan đến vùng hàm mặt và tán lọc. Về xử trí ban đầu chúng ta sẽ là chống sốc. Sốc thì hay gặp cho bệnh nhân có thể sốc mất máu, sốc cho đau và chấn thương, điều trị chống sốc theo nguyên nhân. Chúng ta cần phải làm thông thoáng đường thở, và trong các trường hợp cần thiết mà phải đặt ống nội quản, thì chúng ta người làm chúng ta cần cầm máu thì bệnh nhân có, trong trường hợp bệnh nhân chảy máu mũi do chấn thương thì chúng ta có thể đặt bấc hay đặt nét mũi trước mũi sau. Chúng ta cần phải khâu các vết thương của động mạch nếu có, và chúng ta cầm máu của các vết thương ở nơi khác. Chúng ta phải chống nhiễm trùng tốt, chúng ta cần phải vệ sinh rửa vết thương bằng dung dịch oxy già và nước muối sinh lý, và cần dùng các cái thanh phòng uốn ván kháng sinh phòng và điều trị nhiễm trùng. Đồng thời chúng ta sẽ cố định tạm thời bằng các cái băng cảm định phối hợp với băng chán, và sau đó chuyển lên tuyến chuyên khoa để điều trị tiếp. Về điều trị chuyên khoa, nếu mà bệnh nhân có các cái vết thương phần mềm thì chúng ta cũng cần phải vệ sinh rửa và khâu các cái phần mềm để có thể. Thứ hai, với các cái tổn thương xương, thì chúng ta có thể điều trị bảo tồn trong trường hợp là gãy đơn giản, gãy ít di lệch, đặc biệt là các trường hợp là tổn thương thành trước của xoang hàm mà đơn giản ít di lệch thì chúng ta phải cân nhắc điều trị bảo tồn. Trong các trường hợp mà nó gãy phức tạp và nó gây ảnh hưởng về mặt chức năng của thẩm mỹ thì lúc đó chúng ta cần phải can thiệp kết hợp xương, và chúng ta luôn luôn nhớ một điều là chúng ta cần phải phối hợp với phẫu thuật nội soi mũi xoang dẫn lưu máu tụ trong xoang.
để phòng tránh những trường hợp là bị viêm xoang sau chấn thương, hoặc là và về sau này nó sẽ có thể nguy cơ thành u nhảy ở trong xoang. Thì cái phần trình bày của chúng tôi thì nó tương đối là ngắn gọn, thì tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tôi xin cảm ơn. Chào các bạn. Vâng, trước hết là rất là cảm ơn cái bài giảng và chuẩn bị rất kỹ càng của thạc sĩ Ngô Duy Thịnh. Vâng, thế thì tôi xin phép được giải đáp mà một vài cái thắc mắc của các bạn, đúng không? Các bạn có thể gửi hoặc là nói câu hỏi được, đúng không? Có một bạn đang hỏi tôi là cái Merocel, đúng không? Về Merocel hả? Có phải không anh? Dạ vâng ạ, tôi muốn hỏi là bệnh nhân sau khi mình đặt Merocel mà cầm máu rồi thì sau bao lâu thì sẽ có thể tháo được ạ? Ok, Merocel mũi này thì nó tùy vào xem cái mục đích mình đặt là cái gì. Trong cái trường hợp mà cầm máu mũi này thì trên thực tế là mình có thể để bình thường, ví dụ như một cái đặt Merocel mà sau phẫu thuật thì mình có thể để được đến 3 ngày hoặc 5 ngày, nó tùy từng trường cụ thể. Thế thì với cái chảy máu mũi cũng vậy, tùy theo cái ý đồ của mình. Có những trường hợp mình chỉ là đặt Merocel vào để cầm một cách tạm thời, ngoại trong lúc mình chuẩn bị sắp xếp set up một cái đến mà xin lỗi các bạn một phút. Alo, rồi các bạn có ý kiến gì nữa không? Như vậy cái miếng Merocel này nó là một cái tiến bộ rất là lớn trong cái đối với những cái chuyên ngành tai mũi họng và kể cả với chuyên ngành cấp cứu cũng vậy, đúng không? Vì miếng Merocel nó đặt vô cùng dễ hơn rất nhiều so với cái thao tác mà mép mũi trước mà ngày xưa các bạn được học, đúng không? Nhưng tuy nhiên là có những trường hợp mình vẫn buộc phải nhét mép mũi trước đấy, chứ mình cũng không sử dụng Merocel được, đúng không? Tùy từng trường hợp cụ thể, nhưng với những trường hợp chảy máu mức độ nhẹ, mức độ vừa thì mình nên thử bằng Merocel trước. Ok, các bạn có muốn hỏi gì nữa không? Các bạn có muốn đặt câu hỏi nào nữa không? Có muốn trao đổi gì nữa không? Ok, em cứ nói đi. Những cái chấn thương xoang hàm sẽ có tổn thương xương ấy, thì trường hợp nào mình tư vấn bệnh nhân là chỉ điều trị nội khoa thôi ạ? Còn trường hợp nào mình sẽ tư vấn bệnh nhân là cần phẫu thuật? Nó tùy vào trường hợp mà nó có di lệch nhiều hay không. Nếu nó di lệch nhiều mà nó ảnh hưởng đến chức năng thì lúc đấy mình nên khuyên là phải phẫu thuật. Còn tất nó liên quan đến nhiều thứ, nào là chức năng, nào là thẩm mỹ, đúng không? Còn nếu như bạn cảm giác nó di lệch, nó gần như không đáng kể, nó một nhánh thôi thì không cần. Còn nhiều khi mà nó gãy cả hai cái nhánh của cái vùng, ví dụ như vùng xương gò má chẳng hạn, đúng không? Thì lúc đấy mình cần phải kết hợp xương, đúng không? Và tôi cũng biết rằng là cái kết hợp xương này thì cả bên răng hàm mặt cũng làm rất là nhiều, đúng không? Bên phẫu thuật hàm mặt, đúng không? Và bản thân chúng tôi khi tai mũi họng khi làm bao giờ cũng phải chú trọng đến khớp nhai, và có những trường hợp mà nó khó phức tạp, nó ảnh hưởng đến khớp nhai nhiều thì chúng tôi buộc phải khớp cắn, thì chúng tôi buộc phải chuyển sang tai răng hàm mặt để các bạn xử lý, đúng không? Thế và chắc là với răng hàm mặt và với mắt cũng vậy, với mắt cũng vậy, nhưng có những chấn thương ở vùng mặt thường là sẽ có sự phối hợp giữa các chuyên khoa để làm sao vừa giải quyết được cái chấn thương trong người bệnh mà vẫn đảm bảo được chức năng của cả ba cái vùng ngoại mắt, tai mũi họng và răng hàm mặt, đúng không? Đảm bảo về mặt thẩm mỹ cũng như là chức năng, đúng không? Của từng bộ phận, đúng không? Rồi. Ok. Rồi. Vậy các bạn còn câu hỏi nào nữa không? Rồi, vậy thì không ai hỏi gì nữa thì chúng ta có thể dừng cái phần bài giảng đây. Bạn nhớ rằng là những cái lâm sàng của chảy máu mũi và cái chấn thương vùng mặt này là cái mà rất là thiết thực với cả ba chuyên ngành, đúng không? Và nó có cái sự liên quan, đúng không? Chảy máu mũi thì là một trong cấp cứu đầu tay rồi, đúng không? Và cũng với những cái sơ cứu ban đầu, với những cái dụng cụ mới như là những cái vật liệu mới như Merocel, đúng không? Thì không nhất thiết phải bác sĩ tai mũi họng mới làm được, đúng không? Và bác sĩ tất cả các chuyên ngành đều có thể sử dụng để sơ cứu cho bệnh nhân được, đúng không? Rồi. Rồi, ok. Như vậy thì không ai hỏi gì nữa thì chúng ta sẽ dừng bài giảng ở đây. Đó. Các bạn có hỏi gì nữa không?
Dạ không cô ạ. Ok. Rồi, thế chào các bạn. Chào cô ạ. Rồi, chào các em. Em chào các cô ạ. Chào các em.